Đây là nếp 46 xà phân con lười, nếp được 23 ngày quý vị. Rồi nói chung là nó nở nở cũng rất là nhiều nè, cây mập nở nở bụi nhiều hơn. Để mình nhổ thử đi. Mỗi cây đó, mỗi rễ thì rất là xa nha, rễ dài ghê không. Cây lúa mập mạp nở ba cây hết nè. Nói chung là mình sẽ đến này được năm nay nữa là được bốn bốn vụ xả phân con lười, mình cảm thấy nói chung là nó rất là ok nha quý vị. Nhìn lúa đẹp mà nở đều. Bên đây thì xả phân thông thường nó cũng nở, nhưng mà có một cái là lá nó không đứng, nhìn lá không đứng bằng bên bên lúa xả phân con lười, lá đứng hơn.